Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên đề xây dựng Đảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, tháng 11 năm 2021, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành quy định số 41 về việc miễn nhiệm từ chức với cán bộ. Tháng 1 năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã ban hành quy định số 332 về điều chuyển miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ lãnh đạo quản lý. Trên cơ sở hai quy định này, cùng thông báo kết luận số 905 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sau khi bị kỷ luật. Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, huyện ủy Ân Thi đã thận trọng từng bước cụ thể hóa trong việc điều chuyển, miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ lãnh đạo quản lý, đặc biệt là với cán bộ vi phạm kỷ luật, thúc đẩy cấp ủy chính quyền cơ sở hoạt động có trách nhiệm và hiệu quả, tạo niềm tin tưởng trong nhân dân. Đây là buổi họp giao ban thường lệ vào thứ hai hàng tuần của lãnh đạo xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi với các ngành, đoàn thể và bí thư chi bộ, trưởng thôn của địa phương. Điều khác biệt, đây là cuộc họp đầu tiên có sự thay đổi về nhân sự chủ chốt của xã. Nhưng không vì sự mới mẻ này mà cuộc họp diễn ra chiếu lệ, hình thức. Ngược lại, những vấn đề trọng yếu cần kíp xử lý của địa phương được các đồng chí lãnh đạo chủ chốt trên cương vị mới đưa ra bàn bạc, quán triệt rất quyết liệt, gắn trách nhiệm cá nhân. Ở đây thì đối ủy ban xã có mấy cái nhiệm vụ quan trọng mà đồng chí chủ tịch cũng đã có ý kiến rồi. Một là cái công tác quản lý đất đai, đề nghị cả hệ thống chứ không riêng gì đồng chí địa chính, không riêng gì đồng chí chủ tịch phó chủ tịch. Đề nghị các đồng chí chúng ta tăng cường cái bài học của chúng ta tới đây họp đảng ủy thì tôi sẽ có ý kiến cụ thể các ngành, các đoàn thể, các địa phương. Chúng ta tích cực tuyên truyền vận động để cho nhân dân phân loại rác thải. Chứ hiện nay qua kiểm tra, tôi thì vừa mới xuống đây thôi, qua kiểm tra thì một số những cái bãi rác của chúng ta đầy rồi. Sau khi cái kết quả giao ban của tuần này thì tuần tới đề nghị đồng chí chủ tịch, đồng chí phó chủ tịch chúng ta cũng thường xuyên kiểm tra đôn đốc để làm sao tất cả cán bộ của chúng ta khi thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả đến đâu. Căn cứ vào quy định 41 của Ban chấp hành Trung ương, quy định 332 và thông báo 905 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về điều chuyển, miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ lãnh đạo quản lý vì lý do vi phạm, khuyết điểm các quy định về quản lý đất đai xảy ra trong giai đoạn 2014-2021. Ban Thường vụ Huyện ủy Ân Thi đã ban hành quyết định cho thôi chức vụ và miễn nhiệm đối với 3 vị trí gồm Bí thư Đảng ủy xã, Phó Bí thư Đảng ủy xã, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã. Đồng thời, cho một đồng chí thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ xã. Nhận thức rõ trách nhiệm đã để xảy ra sai sót trên cương vị công tác, các cán bộ xã đều có đơn xin thôi giữ chức vụ công tác. Từ tình hình thực tế tại địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy Ân Thi đã điều động đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quang Vinh về tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, giữ chức danh Bí thư Đảng ủy xã Hồ Tùng Mậu. Đồng thời, bố trí công tác cán bộ giảm một cấp đối với hai cán bộ chủ chốt của xã Hồ Tùng Mậu. Khi được Ban Thường vụ Huyện ủy điều động luân chuyển về giữ chức Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ xã Hồ Tùng Mậu thì bản thân tôi cũng thấy nhận thức đây là cái quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thì quy định của Ban Thường vụ Huyện ủy, bản thân tôi cũng rất là phấn khởi, vui vẻ thực hiện tốt cái nhiệm vụ của Đảng và nhân dân đã giao cho. Với vai trò là đồng chí Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ thì cái thứ nhất là chúng tôi sẽ tập trung đoàn kết, động viên anh em sau khi bị xử lý kỷ luật thì động viên anh em là cố gắng phấn đấu vươn lên để chúng ta hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của địa phương. Khi mà được huyện ủy phân công cho cái điều động về làm chức danh chủ tịch hợp tác xã, bản thân rất là trăn trở, rất là lo lắng, bởi vì là cũng một thời gian rất dài rồi, cái giá chúng tôi phải trả rất lớn. Thế thì từ cái nhận thức đó là tôi bắt tay ngay vào những cái việc củng cố những cái việc làm cần thiết, mà làm thế nào để cái việc quản lý nhà nước đi vào lề lối và sẽ không bao giờ phải để những cái trường hợp nó tái phạm như trước xảy ra được. Quyết định điều chuyển, miễn nhiệm với cán bộ có vi phạm ở xã Hồ Tùng Mậu của Ban Thường vụ Huyện ủy Ân Thi bước đầu đã tạo sự tin tưởng trong nhân dân. Tôi thấy là ở huyện ủy Ân Thi xếp sắp cái bộ máy cán bộ ở xã tôi là
bây giờ là thực tế là rất hợp lý. Tôi chỉ có gửi gắm các đồng chí lãnh đạo mới ở xã Hồ Tùng Mậu lên cố gắng và trao đổi và tất cả các thứ về đạo đức, về lối sống, về cách sống con người để lãnh đạo được dân được ấm no. Kỳ họp Hội đồng Nhân dân thứ 5 của xã Quang Vinh, huyện Ân Thi vừa được tổ chức ngày 10 tháng 3. Đây là kỳ họp chuyên đề để kiện toàn chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã do sự điều động nhân sự của Ban Thường vụ huyện ủy Ân Thi. Chấp hành quyết định điều động và được sự tín nhiệm cao của kỳ họp, đồng chí Đào Văn Duyến từ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Phụ Ủng đã được các đại biểu Hội đồng Nhân dân xã tín nhiệm bầu vào chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quang Vinh. Hôm nay tôi rất là phấn khởi được bà các cử tri tin tưởng bầu tôi với số phiếu tuyệt đối là 22/22, thể hiện cái tình cảm của người dân gửi gắm và niềm tin vào cho tôi. Qua đó tôi càng phải quyết tâm hơn. Ngay sau khi được bầu, tôi sẽ nắm bắt ngay công việc để tìm hiểu đặc điểm tình hình cũng như là các cái lợi thế cũng như khó khăn của địa phương. Qua đó có những cái biện pháp để tham gia đề xuất với Ban Chấp hành Đảng bộ và để lãnh đạo chỉ đạo làm sao có hiệu quả nhất để đưa ngày một phong trào của địa phương này phát triển, đặc biệt là giữ mối đoàn kết thống nhất trong nội bộ, trong Ban Chấp hành. Chúng tôi cũng mong muốn để qua kỳ họp này thì các đồng chí lãnh đạo mới sẽ đem hết tinh thần và sức lực của mình ra để lãnh đạo và chỉ đạo cái phong trào, nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương ngày càng vững mạnh hơn. Tôi cũng rất muốn là các đồng chí lãnh đạo mới thì sẽ quan tâm nhiều hơn nữa đến phong trào của phụ nữ và nữ giới cũng như là trẻ em. Theo số liệu của Ban Tổ chức huyện ủy Ân Thi, đến thời điểm này, huyện đã phân công 2 đồng chí cấp ủy huyện về kiêm chức bí thư xã Quang Vinh và Hoàng Hoa Thám, điều động chỉ định 1 đồng chí bí thư đảng ủy xã Quang Vinh sang giữ chức vụ bí thư đảng ủy xã Hồ Tùng Mậu, 1 đồng chí ủy viên ban thường vụ, phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã Phụ Ủng sang giữ chức vụ phó bí thư đảng ủy xã Quang Vinh, cho miễn nhiệm từ chức 3 chức danh chủ chốt của xã Hồ Tùng Mậu. Bước đầu, việc điều chuyển, miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ lãnh đạo quản lý theo các quy định của Đảng đã góp phần ổn định tình hình ở các địa phương. Căn cứ vào các quy định 41, 332 và từ chức miễn nhiệm, ban tổ chức thực hiện, chúng tôi thì thực hiện nhiệm vụ giúp việc ban thường vụ huyện ủy thì cũng đã rà soát đối chiếu các văn bản và tham mưu với ban thường vụ huyện ủy để tính toán các cái đơn vị cơ sở, các đồng chí cán bộ có cái quyết định mà bị kỷ luật sẽ tính toán để làm sao miễn nhiệm từ chức theo đúng quy định. Cơ bản đến giờ phút này thì cũng đã được sự đồng thuận của dư luận. Thời gian tới thì chúng tôi cũng tiếp tục, còn một xã Đào Dương nữa thì chúng tôi cũng đang tính toán để rà soát, và ban thường vụ huyện ủy đã có chủ trương thì chúng tôi đang tham mưu để tính toán làm sao bố trí cán bộ miễn nhiệm từ chức, cũng phải căn cứ vào tình hình thực tế để xem xét bố trí làm sao cho nó phù hợp và hài hòa và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhằm mục tiêu để ổn định và phát triển gắn với cái hiệu lực hiệu quả công việc và mọi sự tạo sự đoàn kết thống nhất trong cả hệ thống chính trị, và từ đó thì cũng các bước để cho những cán bộ nhận diện ra các vấn đề để sắp xếp lại nhiệm vụ của mình làm sao để có trách nhiệm với công việc, cũng là một cái bước để lãnh đạo chỉ đạo và tuyên truyền để cho cán bộ được nâng lên và ý thức trách nhiệm của đồng chí được nâng cao. Có thể thấy việc bố trí công tác đối với cán bộ diện ban thường vụ huyện ủy quản lý sau khi bị kỷ luật nhằm thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng và quy định 332 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, kịp thời thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn được bổ nhiệm, thực hiện phương châm có vào, có ra, có lên, có xuống trong công tác cán bộ, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ bị kỷ luật có cơ hội sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của huyện Ân Thi đã thể hiện tinh thần quyết liệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và chế độ, góp phần để Ân Thi hoàn thành tốt các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26 đã đề ra. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên đề xây dựng Đảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.